Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2024, thị trấn An Phú, Tuyên Dương, những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Đoàn Bình Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong 3 năm qua, Đảng ủy thị trấn An Phú đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kết luận số 01 của Trung ương, xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân, của mỗi cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt sau khi triển khai và thực hiện các chuyên đề, nổi bật là chuyên đề năm 2024, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Đã có 47 công trình phần diệt đăng ký với tổng kinh phí trên 3 tỷ 900 triệu đồng. Đã có những công trình phần diệt đạt 50% như Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị trấn, dẫn động 950 phần quà trị giá 380 triệu đồng. Cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cất một căn nhà đại đoàn kết. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, thị trấn An Phú, hỗ trợ chuyển bệnh miễn phí, giúp bệnh nhân nghèo đi điều trị bệnh. Đoàn thanh niên thực hiện mô hình xây các nhà chờ cho học sinh, bê tông hóa cổng trường tiểu học B. Hội phụ nữ thực hiện mô hình hỗ trợ suất ăn sáng đến những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị bệnh tại trung tâm y tế huyện. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đoàn Bình Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú đã ghi nhận và đánh giá cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi hàng ngày cho mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa tích cực, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khát vọng cống hiến, hết lòng hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Tập trung cao độ để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nâng cấp đô thị loại 4, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh